Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao đôi khi mình cảm thấy uể oải, thiếu động lực, thậm chí là lười như hủi? Câu trả lời có thể là nằm ở chính bộ não của bạn. Bộ não dù sở hữu khả năng phi thường cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ đông nếu không được kích thích đúng cách. Và video này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của bộ não, lý giải tại sao nó lại có xu hướng lười biếng và đặc biệt cung cấp những cái cách thức để đánh thức và khai phá tối đa tiềm năng của bộ não. Và chúng ta bắt đầu nhé. Thứ nhất, bộ não siêu máy tính với khả năng vô hạn. Bộ não con người là một cái trong những cái cấu trúc phức tạp nhất trong vũ trụ, với hàng tỷ tế bào thần kinh liên kết với nhau. Nó có khả năng xử lý thông tin này, học hỏi, sáng tạo và điều khiển mọi hoạt động của cơ thể nữa. Tuy nhiên, bộ não cũng có một cái đặc điểm rất là thú vị, nó luôn tìm cách tối ưu hóa năng lượng. Điều này có nghĩa là nếu không có sự kích thích và thử thách, bộ não sẽ dần rơi vào cái trạng thái tiết kiệm năng lượng, làm việc một cách máy móc và trì trệ. Hệ thống thần kinh, mạng lưới thông tin phức tạp, đó là não bộ chỉ là một cái phần của hệ thống thần kinh thôi, rộng lớn hơn, bao gồm tủy sống này và mạng lưới dây thần kinh trải dài khắp cơ thể. Dây thần kinh là những cái sợi cáp truyền tín hiệu điện và hóa học giữa não, tủy sống và các cái cơ quan trong cơ thể của con người. Cấu trúc và cái chức năng của hệ thần kinh là gì? Hệ thống thần kinh trung ương của chúng ta, đó là não và tủy sống, đóng vai trò như là trung tâm điều khiển, nhận thông tin từ các cái giác quan và gửi tín hiệu đến các cơ để tạo ra phản ứng. Nó cũng chịu trách nhiệm cho các cái chức năng cao hơn như là suy nghĩ, cảm xúc hay là trí nhớ. Hệ thống thần kinh ngoại biên, tức là các cái dây thần kinh khác trong cơ thể của chúng ta, được chia thành hai phần: hệ thống thần kinh soma và hệ thống thần kinh tự trị. Hệ thống thần kinh soma kiểm soát các cái chuyển động tự nguyện của cơ thể, trong khi hệ thống thần kinh tự trị điều chỉnh các cái chức năng vô thức như là nhịp tim này, hô hấp hay là tiêu hóa. Sự tương tác giữa não bộ và dây thần kinh, đó là não bộ và dây thần kinh làm việc cùng nhau để điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. Khi bạn chạm vào một cái vật nóng nào đấy thì các cái thụ thể cảm giác trên da của bạn gửi tín hiệu dọc theo dây thần kinh cảm giác đến cái tủy sống của bạn. Tủy sống sau đó chuyển tiếp tín hiệu đến não, nơi có được nó được xử lý và tạo ra cái phản ứng. Não sau đó gửi tín hiệu dọc theo dây thần kinh vận động của bạn đến các cái cơ tay của bạn, khiến bạn nhanh chóng rút tay lại khi mà bạn sờ vào cái vật nóng, đúng không? Và tóm lại thì bộ não và hệ thống dây thần kinh là một trong những cái kỳ quan phức tạp và hấp dẫn nhất của tự nhiên. Bằng cách tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động này, chúng ta có thể có được những cái hiểu biết sâu sắc về bản thân hơn, sức khỏe, hành vi của chính mình. Điều này cũng mở ra cái cánh cửa cho những phương pháp mới để điều trị các bệnh thần kinh và cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Tế bào thần kinh, đó là cái hạt giống của tư duy và cảm xúc. Để hiểu rõ hơn về cách thức bộ não tạo ra những cái suy nghĩ, cảm xúc và hành động, thì chúng ta cần đi sâu vào cái cấu trúc cơ bản nhất của nó. Tế bào thần kinh, đó là neuron. Đây chính là cái hạt giống của mọi hoạt động của tinh thần của con người. Và tế bào thần kinh là những cái tế bào rất là đặc biệt, có khả năng như là truyền và xử lý thông tin trong hệ thần kinh. Chúng có cấu trúc phức tạp với các cái thành phần chính như là thân tế bào, sợi nhánh, dendrite, sợi trục axon và bao myelin và đầu sợi trục, truyền tín hiệu giữa các cái tế bào thần kinh. Các tế bào thần kinh không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà được ngăn cách bởi một khe hẹp gọi là synapse. Khi một tế bào thần kinh hoạt động, nó sẽ giải phóng chất dẫn truyền thần kinh vào cái synapse đấy. Các chất này sau đó sẽ gắn vào các thụ thể trên tế bào thần kinh tiếp theo, kích thích hoặc là ức chế hoạt động của tế bào đó. Quá trình này diễn ra liên tục và tạo ra thành một cái mạng lưới phức tạp của các tín hiệu là cơ sở cho mọi hoạt động của bộ não. Chất dẫn truyền thần kinh, có nhiều loại chất dẫn truyền thần kinh khác nhau, mỗi loại có một cái tác dụng riêng, rất là riêng biệt đối với hoạt động của bộ não và cơ thể. Một số chất dẫn truyền thần kinh quan trọng bao gồm như sau, đó là dopamine, liên quan đến cái cảm giác như là hưng phấn này, thỏa mãn và động lực để chúng ta tiếp tục làm một cái việc gì đó. Sau đó là serotonin, tức là điều chỉnh tâm trạng, giấc ngủ, cảm giác thèm ăn, đau đớn của chúng ta. Và norepinephrine, tức là tăng cường cái sự tập trung, tỉnh táo hay là năng lượng. Acetylcholine, tức là tham gia vào quá trình học tập, ghi nhớ, điều khiển cơ bắp. GABA, tức là chất ức chế thần kinh của hệ thần kinh, giúp giảm lo lắng cũng như là giảm căng thẳng. Mạng lưới thần kinh thì cơ sở tư duy, hành vi,
là các cái tế bào thần kinh kết nối với nhau tạo thành các mạng lưới thần kinh phức tạp. Mỗi mạng lưới có chức năng riêng, chẳng hạn như là xử lý thông tin thị giác này, điều khiển vận động hoặc là tạo ra cái cảm xúc này. Sự tương tác giữa các cái mạng lưới thần kinh này thì tạo lên cái sự phong phú và phức tạp của hoạt động tinh thần của con người chúng ta. Hai bán cầu não của chúng ta thì có được chia như là ra thành cái nhiệm vụ kỳ diệu. Khi nhìn vào bộ não thì bạn sẽ thấy nó được chia thành hai nửa đối xứng, đúng không? Đó là bán cầu não trái và bán cầu não phải. Mặc dù có vẻ ngoài tương tự rất là giống nhau, hai bán cầu này lại có chức năng và cái cách thức xử lý thông tin khác nhau hoàn toàn. Bán cầu não trái thì thường được coi là bộ não logic, tức là chịu trách nhiệm xử lý cái ngôn ngữ tư duy, phân tích, toán học và logic của chúng ta. Trong khi đó thì bán cầu não phải thì được xem là bộ não sáng tạo này, creative, liên quan đến trực giác, trí tưởng tượng, cảm xúc, âm nhạc và nhận thức không gian. Hai bán cầu não không hoạt động độc lập mà liên tục trao đổi thông tin qua một cầu nối thần kinh gọi là thể chai, là corpus callosum. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai bán cầu này là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển toàn diện của chúng ta. Thuyết nhị nguyên và chúng ta đó là dualist, là một cái quan niệm triết học cho rằng tâm trí và cơ thể hay là vật chất là hai thực thể riêng biệt cũng như là và độc lập nữa. Theo thuyết này thì tâm trí không đơn thuần là cái hoạt động của bộ não của chúng ta đâu. Mọi thứ đều có tính hai mặt và những yếu tố đối lập với nó, cũng như ánh sáng và bóng tối, tích cực và tiêu cực, chân lý và nghịch lý, duy vật và duy tâm, ưu điểm và yếu điểm. Mà còn có một cái bản chất phi vật chất khác có thể tồn tại độc lập với cơ thể. Ví dụ như là về thuyết nhị nguyên nhé, dualist, linh hồn của chúng ta. Nhiều tôn giáo và tín ngưỡng tin rằng con người có một cái linh hồn bất tử, tách biệt với cơ thể vật chất. Linh hồn này được cho là chứa đựng cái ý thức, cảm xúc và cái ký ức của chúng ta và sẽ tiếp tục tồn tại sau khi cơ thể chúng ta chết đi. Trải nghiệm cận tử, tức là một số người kể lại rằng họ đã có những cái trải nghiệm vượt ra ngoài cái cơ thể vật lý trong quá trình cận kề cái chết, như là nhìn thấy ánh sáng này, gặp gỡ người thân đã khuất này, hoặc là cảm thấy mình đang bay lên. Những cái trải nghiệm này được một số người coi là bằng chứng cho cái sự tồn tại của một linh hồn tách biệt khỏi cơ thể, tức là dualist. Thuyết nhị nguyên và não bộ. Thuyết nhị nguyên thì đặt ra một cái thách thức lớn đối với khoa học thần kinh vì nó cho rằng là cái tâm trí không thể được giải thích hoàn toàn bằng cái hoạt động của não bộ được. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng khoa học thì đã chỉ ra nói cái mối liên hệ chặt chẽ giữa tâm trí và não bộ. Tổn thương của não, khi mà tổn thương ở các cái vùng não khác nhau có thể dẫn đến những cái thay đổi đáng kể trong tâm trí và hành vi của mỗi người. Có thể là ví dụ như là tổn thương vùng Broca có thể gây ra chứng khó nói, trong khi tổn thương vùng hippocampus có thể ảnh hưởng đến khả năng hình thành ký ức mới. Ảnh hưởng của chất hóa học. Các cái chất hóa học như là dopamine, serotonin, norepinephrine có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng, cảm xúc, hành vi của chúng ta. Điều này cho thấy cho tâm trí không thể tách rời khỏi hoạt động hóa học của não bộ. Nghiên cứu hình ảnh não, các cái kỹ thuật hình ảnh não như là fMRI này hay là PET cho phép chúng ta quan sát hoạt động của não bộ khi chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Những cái nghiên cứu này đã chỉ ra rằng các cái trạng thái tâm trí khác nhau có liên quan đến các cái hoạt động thần kinh cụ thể trong não bộ. Thuyết duy vật ý, tức là materialist ý, cho rằng tâm trí chỉ là cái sản phẩm của não bộ, cũng như là cái chưa thể giải thích được một cái số khía cạnh của tâm trí, đặc biệt là những cái trải nghiệm chủ quan như là cảm giác này, cảm xúc này, ý thức này. Đây là điều mà các nhà khoa học gọi là vấn đề có của ý thức. Thuyết duy vật, tức là materialist, và những cái câu hỏi triết học liệu chúng ta chỉ là những cái cỗ máy sinh học. Mặc dù thuyết duy vật ngày càng được củng cố bởi những cái bằng chứng khoa học, nó vẫn đặt ra những cái câu hỏi triết học sâu sắc về bản chất của ý thức, ý chí tự do và giá trị tinh thần. Cái ý thức ở đây là bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Làm thế nào mà một cơ quan vật chất như là não bộ với hàng tỷ tế bào thần kinh và các cái tín hiệu điện hóa lại có thể tạo ra những cái trải nghiệm chủ quan phong phú và đa dạng như vậy? Cảm giác hạnh phúc này khi ôm người mình yêu, nỗi đau khi chia tay hay niềm vui đạt được một cái thành công, tất cả những cảm xúc này đều là sản phẩm của hoạt động của não bộ của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu rõ cơ thể. Khi mà bạn thưởng thức một cái bản nhạc yêu thích, bạn không chỉ nghe thấy những cái âm thanh mà còn cảm nhận được những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng những cái cảm xúc này đến từ đâu?
Liệu chúng chỉ đơn giản là kết quả của các cái tín hiệu điện hóa trong não bộ hay còn có một yếu tố nào khác vượt qua ngoài cái sự giải thích của khoa học hoặc là cái ý chí tự do nữa, ảo tưởng hay thực tế, nếu mọi hoạt động của não bộ đều tuân theo các cái quy luật vật lý và hóa học, liệu chúng ta có thực sự có ý chí tự do hay mọi quyết định và hành động của chúng ta đều đã được định đoạt từ trước bởi cấu trúc và hoạt động của não bộ? Ví dụ như là khi bạn quyết định ăn một cái chiếc bánh ngọt, liệu có đó có phải là một cái lựa chọn tự do của bạn hay chỉ là kết quả của những cái tín hiệu đói và thèm ăn được gửi từ đi từ não bộ? Nếu ý chí tự do chỉ là một ảo tưởng, liệu chúng ta còn có chịu trách nhiệm về hành động của mình hay không? Giá trị tinh thần có ý nghĩa gì trong một thế giới vật chất, trong một thế giới mà mọi thứ đều được giải thích bằng vật chất và năng lượng? Liệu các giá trị tinh thần như là tình yêu, lòng trắc ẩn, sự hy sinh có còn ý nghĩa gì? Liệu chúng có chỉ là những cái sản phẩm phụ của quá trình tiến hóa hay có một giá trị sâu sắc hơn vượt qua cái ngoài sự tồn tại vật lý của chúng ta? Và có một vài ví dụ sau đây là khi bạn hy sinh thời gian và công sức để giúp đỡ người khác, liệu đó có phải là chỉ là một hành động được thúc đẩy bởi mong muốn nhận được sự công nhận hoặc là phần thưởng của xã hội, hay còn có một cái động lực khác sâu xa hơn, một giá trị tinh thần nằm trong chính hành động đó? Những câu hỏi này không chỉ là những cái vấn đề triết học trừu tượng mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với cách chúng ta nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh. Mặc dù khoa học chưa thể giải đáp tất cả những cái bí ẩn này, những câu hỏi này, việc suy ngẫm để chúng có thể giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn và hiểu biết về bản chất con người tốt hơn. Thứ hai đó là lười biếng, cơ chế sinh tồn hay trở ngại trong thời đại mới. Lười biếng, một từ thường mang ý nghĩa tiêu cực, nhưng đối với bộ não đó lại là một chiến lược sinh tồn thông minh được hình thành từ thời tiền sử, khi mà tổ tiên của chúng ta phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn và đối mặt với những cái mối nguy hiểm rình rập bên ngoài. Việc tiết kiệm năng lượng là một cái lợi thế quan trọng để đảm bảo cái sự sống còn. Bạn hãy tưởng tượng nhé, một người tiền sử đang lang thang trong rừng rậm. Mỗi bước đi, mỗi quyết định đều tiêu tốn rất là nhiều năng lượng quý giá. Vì vậy, bộ não của họ đã tiến hóa để ưu tiên những cái suy nghĩ và hành động thiết yếu nhất như là tìm kiếm thức ăn này, trú ẩn và tránh kẻ thù. Những cái hoạt động đòi hỏi tư duy trừu tượng hoặc là sáng tạo sẽ bị hạn chế để tiết kiệm năng lượng cho những cái nhu cầu sinh tồn cấp bách hơn. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, nơi mà sự phát triển và thành công không còn phụ thuộc vào việc săn bắn hái lượm mà đòi hỏi sự nỗ lực, học hỏi, sáng tạo không ngừng, sự lười biếng của bộ não có thể trở thành một trở ngại lớn. Tại sao bộ não thích trì hoãn? Bộ não của chúng ta ấy, thì thường thích trì hoãn những cái nhiệm vụ khó khăn hoặc là phức tạp vì chúng đòi hỏi nhiều năng lượng hơn. Thay vào đó, nó có xu hướng ưu tiên những cái hoạt động dễ dàng và mang lại cảm giác thoải mái tức thì, như là lướt mạng xã hội này, xem phim hoặc là chơi game. Điều này là do các hoạt động này kích thích sự giải phóng dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh tạo ra cái cảm giác hưng phấn hay là thỏa mãn như mình đã nhắc ở phần video trên. Và tiếp theo đó là dopamine và norepinephrine, nhiên liệu của động lực. Dopamine được mệnh danh là hormone hạnh phúc hay là dopamine, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cái cảm giác hưng phấn, thỏa mãn và nhiều động lực. Thì khi chúng ta đạt được một cái mục tiêu, hoàn thành một cái nhiệm vụ hoặc là trải nghiệm một cái điều gì đó mới mẻ thì dopamine sẽ được giải phóng và tạo ra cái cảm giác tích cực, thúc đẩy chúng ta tiếp tục hành động. Norepinephrine thì chất dẫn truyền thần kinh này có tác dụng tăng cường cái sự tập trung này, tỉnh táo và mang lại cái năng lượng thì giúp chúng ta đối mặt với những cái thử thách, vượt qua khó khăn và đạt được cái mục tiêu. Tuy nhiên, nếu không có cái sự kích thích và thử thách thì cái mức độ dopamine hay là norepinephrine sẽ giảm xuống, dẫn đến cái sự mất động lực, trì trệ hoặc là lười biếng. Thứ tư đó là đánh thức tiềm năng não bộ trong cuộc sống hàng ngày. Việc kích hoạt cái não bộ không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn có thể được áp dụng trong một cái trong mọi cách thiết thực, trong những cái cách thiết thực vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Và sau đây là một số gợi ý mà mình tìm thấy và mình nghĩ là có thể chia sẻ với các bạn, đó là trong cuộc sống chẳng hạn như là khám phá những cái điều mới mẻ, thay vì dành cả ngày cuối tuần để xem phim, hãy thử tham gia một lớp học nhảy salsa, học một ngôn ngữ mới như tiếng Tây Ban Nha, hoặc là tham gia một hoạt động tình nguyện tại trại trẻ mồ côi. Những cái trải nghiệm mới mẻ này thì sẽ kích thích các cái vùng não khác nhau, giúp bạn mở rộng hiểu biết và khám phá những cái khả năng tiềm ẩn của bản thân. Học hỏi liên tục
Tức là chúng ta phải đọc sách, chúng ta phải tham gia các khóa học online hay là offline, tìm hiểu những cái điều mới mẻ là cách tuyệt vời để kích thích bộ não và tạo ra những cái kết nối thần kinh mới. Thay đổi thói quen, nếu như là bạn thường xuyên đi làm bằng một tuyến đường quen thuộc đi, hãy thử một con đường mới. Nếu bạn luôn ăn sáng tại cùng một quán, hãy thử một địa điểm khác. Những thay đổi nhỏ này sẽ giúp não bộ tiếp nhận được những cái thông tin mới và tạo ra những kết nối mới. Nuôi dưỡng sở thích cá nhân nữa, dành thời gian cho những cái hoạt động mà bạn yêu thích như là vẽ tranh, chơi nhạc cụ, làm vườn hoặc là nấu ăn. Những cái hoạt động này không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn kích thích sự sáng tạo và tư duy đa chiều của bạn. Du lịch và khám phá, đi du lịch đến những cái vùng đất mới, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của những cái nơi bạn đến. Việc tiếp xúc với những cái môi trường và con người mới sẽ mở rộng tầm nhìn và mang đến cho bạn những cái góc nhìn mới mẻ về cuộc sống hơn. Trong công việc nhé, thì chúng ta có thể đề xuất ý tưởng và giải pháp sáng tạo. Đừng ngại chia sẻ những cái ý tưởng độc đáo của bạn trong các cuộc họp hoặc là các cái dự án mà bạn đang làm. Hãy tìm kiếm những cái giải pháp sáng tạo cho các vấn đề và thử thách bản thân với những cách tiếp cận mới. Chứ đừng có kiểu như là mãi chỉ có một dập khuôn ý. Học hỏi liên tục, chủ động tìm hiểu những cái kiến thức và kỹ năng mới liên quan đến cái lĩnh vực của bạn. Tham gia các cái khóa học trực tuyến này, hội thảo chuyên ngành hoặc là đọc sách, bài báo, podcast chuyên sâu để cập nhật những cái xu hướng mới nhất và nâng cao năng lực chuyên môn của bạn. Xây dựng cái mối quan hệ nữa. Khi mà bạn giao lưu, học hỏi từ đồng nghiệp, từ bạn bè, tham gia các hoạt động nhóm hoặc là mạng lưới chuyên nghiệp nào đó thì việc trao đổi và hợp tác với người khác sẽ giúp bạn mở rộng kiến thức, phát triển kỹ năng và tạo ra những cái ý tưởng mới. Bằng cách tích cực áp dụng những gợi ý trên, bạn sẽ không chỉ đánh thức bộ não khỏi chế độ lười biếng mà còn khám phá được những cái khả năng tiềm ẩn của bản thân và sống một cuộc sống trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Và để kết luận cho video của ngày hôm nay thì bộ não con người là một cái món quà vô giá. Để hiểu và kích hoạt nó đúng cách sẽ giúp chúng ta vượt qua được cái sự trì trệ, lười biếng, đạt được những cái thành tựu vượt bậc và sống một cuộc sống trọn vẹn đầy ý nghĩa hơn. Và bạn nhớ rằng là bộ não không phải là một cỗ máy tĩnh mà một thực tế sống động, luôn phát triển, thay đổi. Bằng cách liên tục học hỏi, thử thách bản thân, chăm sóc sức khỏe, tập thể dục, chúng ta có thể khai phá tiềm năng vô hạn của bộ não và đạt được những cái điều phi thường. Và mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của ngày hôm nay. Nếu như các bạn thấy yêu thích cái đề tài về tâm lý học cũng như là về nói chung là về cái phần sức khỏe tinh thần ý, thì bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân hay là bình luận để mình có thể tiếp tục ra những cái video mới bổ ích hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.